Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm 10 giờ bonsai nhé. Hôm nay mình sẽ làm nó hình nghiêng như cây, những cái cây bonsai của những cái thân cây gỗ. Nhưng mình sẽ làm bằng 10 giờ. Những cái cây 10 giờ nó dài như này rồi thì chúng ta sẽ tỉa để chúng ta uốn nắn để chúng ta thành cái phần 10 giờ bonsai nhé. Này, tỉa bớt đi này. Mình thì loại nào thì mình sẽ trồng chậu đấy, cho nên mình sẽ tỉa từng loại trồng từng chậu khác nhau. Tỉa bớt đi thì cái cây nó sẽ ra đẹp hơn. Nó sẽ ra nhiều hoa hơn, sai hoa hơn. Và nó không tùm quá, nó không giống cây dại. Nên cây mà khi mà nó dài quá rồi thì các bạn nên tỉa bớt cho mình. Mình thì thường thường cứ 2 tháng mình tỉa một lần. Bạn tương hết nhá. Cái lá này đi để có thân và lá. Nhìn nhiều này nhưng sau khi chúng ta cuộn lại thì nó cũng không còn là nữa. Tự thành cái thân trụ rất là mới lắm. Bởi cái cách này là người trồng rất là mới. Mình sẽ chia loại nào ra họ đấy. Trồng riêng chứ không trồng lẫn. Lại là làm người già sang. Cứ tương như vậy để hết. Khi mà đã cắt hết lá rồi, bây giờ chúng chọn những cái cây nó bằng nhau, nó đều với nhau. Và bây giờ chúng ta chọn 3 cây một, chúng ta sẽ buộc lại dùng dây chun hoặc là dây đồng hay dây gì cũng được. Các bạn buộc lại ở đầu dưới nhé. Bây giờ chúng ta test nhẹ nhàng thôi, vì những cái cây này nó rất là giòn, cứ giống như 10 giờ sang thì nó giòn, còn 10 giờ khác thì nó dẻo. Người sao mà giòn nên chúng ta sẽ xếp nhẹ nhàng nhé. Rồi tết nhẹ nhàng thôi. Tết thưa cũng được nhưng mà tết nhẹ nhàng á. Tết 3 cái 1 á. Nhẹ nhàng không bị gãy. Cho nên bên cạnh mình đã tết được một cái như này rồi. Và các bạn lại buộc thít ở cái phần ngọn nhé. Vì mình để cả cái ngọn cho nên mình không cắt, cho nên mình sẽ dùng một cái dây thép hoặc là dây đồng mình sẽ buộc cái ngọn này. Một dây chun thì nó sẽ dễ khó buộc, nên chúng ta một dây khác chúng ta cố định lại như vậy chứ. Để cả cái ngọn này thì mình trồng là nó sẽ nhanh hơn đấy, nhanh được ngắm cái hoa hơn. Cứ tên như vậy đến hết nhé. Bạn đã cứ chọn cho mình 3 cái đoạn giống nhau. Một. Chiều dài tương đương nhau và cây tương đương nhau. Cứ làm như vậy đến hết. Khi trồng thì chúng ta sẽ bỏ hết cái dây chun này ra, nên các bạn cứ buộc gá vào như vậy. Xếp khi trồng mình xếp bằng rồi mình bỏ hết dây. Bây giờ chúng ta cũng lại test như vậy. Tương tự như cái cây vừa nãy. Tên như kiểu cái bím tóc ấy. Nhẹ nhàng và kết thưa một chút để cho nó không bị uốn cái cây nhiều, vì cái cây của chúng ta nó không bị gãy. Mình có rất là nhiều loại 10 giờ, 10 giờ mịn, 10 giờ của mình và 10 giờ loại là 10 giờ sao. Cái này như vậy đến hết nhé. Một đống 10 giờ này, khi mà cắt ra để được những cái thân bằng như này nó không còn đấy á.
hết á. Rồi các bạn thít thêm một cái dây nữa, mình thít ở hai cái rồi, một cái ở đây này, một cái ở cuối này, một cái bây giờ thít thêm cái dây ở đầu nữa. Và sau mình sẽ bỏ hết những cái dây buộc đi và dây chuông nhịp nữa đi, để cho nhịp cái cây nó tự nhiên ấy, dáng tự nhiên ấy. Và chúng ta cắt bằng cái đít nhé, còn cái phần này, phần cắt bằng dưới gốc ấy. Và còn cái phần đầu ngọn thì chúng ta thích nó lớn nhanh hơn, và chúng ta không phải chờ đợi thì chúng ta không cần phải cắt cái ngọn đi, mình có tiện chỉ tiện một chút thôi. Ở đây mình sẽ tháo hết cái dây nịt này đi, và chúng ta cắt bằng ở dưới gốc này. Và chúng ta chuẩn bị đất trồng cây. Đất trồng cây thì chúng ta chỉ cần trồng đất thông thường thôi, đất mình hay hoặc là ra vườn nó xúc ít đất mình trồng. Trồng dáng bonsai này thì chúng ta chỉ cần trồng với chậu nhỏ, tháo những cái dây đi để nhìn cái cây của chúng ta nó giống cây tự nhiên ấy, chứ không phải cây mà chúng ta phải tự uốn nắn. Bây giờ chúng ta cắt bằng cái gốc này. Thường thường là mọi người trồng mọi người sẽ cắt luôn cả phần trên ngọn, nhưng mình muốn để cho nhìn cái hoa nó có luôn và nó nhanh ra hoa hơn thì mình không cắt. Còn bây giờ mình chỉ tháo từ từ những cái dây này đi thôi. Để mình tháo cái dây nhé. Khi mà cắt tỉa, khi cắt tỉa xong nó rất là đẹp như này rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị đất trồng này, và chúng ta đặt cây vào, chúng ta vùi vô cho nó giữ thẳng đứng lên nhé. Mỗi ngày mình tưới nước một lần thôi, cũng chả cần tưới nhiều. Hai ba ngày cũng tưới cũng chả sao. Và bón một ít phân đầu trâu vào nên ra dễ. Mình chỉ cần nước là sống. Mình sẽ quay góc khác để nhìn nó đẹp hơn nhé.